Sáng ngày 4 tháng 5, tại phường Đồng Lạc, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Đồng Lạc tổ chức hội nghị tuyên truyền chống xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm sử dụng công nghệ cao và hướng dẫn cấp hộ chiếu online. Thông qua tuyên truyền nhằm trang bị những thông tin kiến thức cho người dân về chống xuất nhập cảnh trái phép và các phương thức thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng để người dân nhận thức và tránh những rủi ro không đáng có. Tại chương trình, cùng với theo dõi các video, clip phản ánh về hậu quả của việc xuất cảnh trái phép sang nước ngoài lao động, hơn 100 đại biểu phường Đồng Lạc đã được tuyên truyền các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, về xử lý xuất nhập cảnh trái phép, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về xuất nhập cảnh khi có nhu cầu ra nước ngoài lao động hoặc du lịch. Người dân còn được tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn, hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao, từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác và ý thức tự phòng ngừa. Trong đó chú ý một số phương thức lừa đảo trên không gian mạng như lừa đảo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại, tin nhắn mạng xã hội trúng thưởng, lừa đảo thương mại điện tử, mua bán hàng hóa trên mạng, giả danh cán bộ, kết bạn làm quen, chuyển nhầm tiền vào tài khoản, vay tiền qua app. Trong khuôn khổ của hội nghị, người dân còn được hướng dẫn cách thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an khi có nhu cầu ra nước ngoài để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, không cần trực tiếp đến cơ quan công an như trước kia. Dịp này, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã trao tặng 5 suất quà cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh trên địa bàn phường Đồng Lạc.